Nói sơn hà mặt đất bao la, anh em ta cùng cùng nơi này nhau ta nắm lại một dòng Việt Nam vô. Rước luôn hả? Trời ơi đây nữa kìa ha. Rước nữa rồi. Áo sư Minh Tệ, áo sư Minh Tệ nha. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay Châu Phú xin mời quý vị và các bạn sẽ đến Quy Đô rất là đặc biệt quý vị, khi mà trở về Gia Lai thăm lại nhà của ba mẹ sư Minh Tuệ và cốc sư Minh Tuệ và phát những phần quà yêu thương, thì chủ vựa trái cây Thích Lễ quý cô chú anh chị đã nhìn thấy và liên hệ cùng đoàn để mời ghé lại vựa trái cây, dùng những trái cây đặc sản sầu riêng Gia Lai quý cô chú anh chị hoàn toàn miễn phí nha. Và được nghe anh chia sẻ cùng với cô chủ nhà chia sẻ quý cô chú anh chị, khi mà gặp sư Minh Tuệ rồi là phát tâm tu hành một ngày cúng mấy thời luôn quý cô chú anh chị. Thì Châu Phú xin mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành. Ngoài ra anh còn ngỏ ý tặng mỗi một bà con đồng hành chung đó quý vị là một trái sầu riêng miễn phí, nhưng mà đoàn đến để ghi hình chứ không có nhận nha quý cô chú anh chị. Châu Phú xin mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành xem cô chủ kể lại lúc mà gặp sư Minh Tuệ như thế nào nhé. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa mở cổng để ngày đi khất thực á, dạ. Là cô gặp đầu tiên luôn mà cô khóc ò luôn, cô không biết nói gì mà cô không biết sao cô khóc luôn. Vậy cô hả? Không biết sao cô khóc. Tự nhiên rồi cô cảm nhận được. Cô cảm ra là trong người cô khóc này, cô non cô khóc luôn, rồi cô khóc rồi họ chạy theo. Cô cầm một chai nước mà cô cũng không cúng dường được luôn. Thương ha. Cô lại cô bái ba lạ bái, cô bằng ôm giới ra cô lại ba bái xong là cô khóc ò luôn. Rồi bắt đầu. Nó có năng lượng gì vô người cô á, nó khóc mà cô không biết luôn. Lạ. Cô Tư này cũng khóc là chưa gặp được mà khóc. Khóc mà họ kêu cô mà cô không biết ở sao cô khóc dữ vậy mà cô không biết sao mà cô trả lời luôn. Nghe cô kể con cũng giận ốc hết chăng. Từ đó giờ là cô sáng là cô công phu, cô lại Phật là cô lại, cô bái ngày xong là cô lại Phật xong, cô bái ngày xong cô đã công phu một ngày mấy thời đó là cô lo. Quá hay luôn. Cô cũng tu bên tịnh độ như Đức Phật của Thầy vậy đó. Dạ. Chân trần tay cầm ba, nguyện sẽ đi đến cuối đời, học Phật buông xa kiếp người. Không nguyện điều lành cho thế gian, buông buồn phiền tay đắng, mở lòng cho nhau tin cười. Cuộc đời không gây oán hờn, ta cho đi thấy lòng mình luôn hạnh phúc. Ta gieo mối duyên lành cho cuộc đời tươi sáng thêm. Tôi bao nhiêu phiền mai chỉ vì lời dặn với thiên thần mới gây ra nghiệp lỗi làm bao nỗi buồn tan nát. Cánh sao luật nhân quả luân kính thưa quý vị, chưa thấy cái cảnh nào như cái cảnh này chưa nghe quý vị. Kính thưa quý vị, đi bây giờ là đi về quê sư Minh Tuệ quý vị. Bà con này là ai cũng muốn đi đến để gặp sư Minh Tuệ mà ngồi như thế này nè quý vị. Áo sư Minh Tuệ không nè, hai ba cái luôn nè. Trời ơi quá luôn rồi. Nhìn kỹ luôn, chạy tiền hãng đây nè. Đây nè, cô này nữa nè ha. Cô bé này ngồi ở đây nữa nè. Đây, còn mấy cậu nhỏ nữa nè. Đâu ai áo Minh Tuệ đâu. Quá luôn rồi. Đây. Đây cô Trang ha. Đây nè cái nè, trời ơi. Cái này còn cũng như đi chị nạn nha. Coi nè,
quá rồi. Rồi leo lên luôn rồi kìa. Trời ơi, Tô Hai Tiền Giang nè. Rồi, 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 xong luôn rồi. Bắt tài lên luôn, bắt tài ơi. Đây. Rồi, rồi. Quá luôn rồi. Trời ơi. Lên luôn. Bà con ơi, bây giờ về Gia Lai nè, mình 1, 2, 3, Gia Lai nha. 1, 2, 3, Gia Lai. Bây giờ, đây là quê của Sương Minh Tệ, bà con ơi, Sương Minh Tệ, 1, 2, 3. Chào cô Hai Tiền Giang. Cô Hai Tiền Giang ơi, cô xin mùng với mình là của ai, của ai, cô Hai? Ai? Cô Ngọc ha, bao nhiêu cái cô? Một ngàn cái. À, cô Ngọc Long Xuyên ha. Rồi, của cô Hai là bao nhiêu mền? 800 cái mùng nữa nha quý vị. Thì xin thông báo đến quý cô chú anh chị, đây là đoàn đi ra Gia Lai. Bà con có muốn ghé cốc của Sư Minh Tệ là ngôi chùa nghèo nhất Việt Nam không? Muốn phải không? Vậy là đi bà con để dành tiền đi đợt sau ghé. Vậy hả? Bây giờ nói nghe nè, cô Tư á, cô Tư ngồi ở trước đó, cô Tư Ngọc á, cổ muốn đi về, cổ nói là lên xe á, bàn với bà con đi như vậy á, sợ bà con mệt mỏi lắm, cho nên á là nhất trí một lần nữa, bà con có muốn đi không? Rồi vậy là muốn thì đợt sau mình đi nha. Đó luôn rồi, phản đối rồi. Kính thưa quý vị, do ở đây biểu tình quá, có mình anh cho 4 triệu không nổi. Dạ, vậy thì chút xíu nó lên xe bà con cũng biểu tình vậy dùm nha. Rồi vậy chúc bà con đi phát quà, từ thiện, vui vẻ, đi về nhà mạnh khỏe, bình an và phát tâm lành nha. Trời ơi, đón rồi hả? Trời ơi, đây đó ha, chị Nạn đó nè. Chị Nạn. Đây, cậu bé nè, trời ơi, bỡ đít luôn rồi. Quá rồi, cái đít này nặng quá rồi. Đây, lên luôn chị. Đây. Trúng đầu nghe, trúng đầu nghe. Trúng đầu, hợp đầu xuống. À, lên luôn. Trời ơi. Quá luôn rồi, quá luôn rồi. Em phạt tiếp nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con có ai thuộc cái bài nói vòng tay lớn không ta? Hả? À, ai bắt nhịp đi, bắt đầu là thuộc theo đó. 1, 2, 3, anh em mình 500 anh em lận mà. 1, 2, 3, vô. Biển xa đi nói sơn hà, mặt đất bao la, anh em ta cùng. Oh.
con nơi này nhớ nơi ngắm lại một vòng Việt Nam vô rước luôn hả? Trời ơi đây nữa kìa ha. Rước nữa rồi. Áo sư Minh Tệ, áo sư Minh Tệ nha. Đây. Đó. Ai? Chị ơi, có thể cởi cái áo ra cho em coi áo trong không? Áo sư Minh Tệ á. Ha. Đó. Đây, chị Tiến nha. Ơi chị Tiến. Kéo cái áo khoác nhẹ cái coi cái áo sư Minh Tệ coi sao nè. Trời ơi. Đây áo sư Minh Tệ nè quý vị. Đây. Đó, quá luôn rồi. Bà con đi về đây á là mạnh ai nó thay áo nha quý vị. Nha. Đây đó với mấy con là một kỷ niệm lớn luôn nha. Quá luôn rồi. Hai con chào bà cụ. Ba. Bà nhiêu tuổi rồi? 6-7 hồi gì mà con tưởng đâu là sư kêu bằng bà cụ luôn rồi. Hả à, còn tóc mà. Trời ơi. Dạ. Tại gia ha. Bây giờ bà muốn thăm sư Minh Tệ không bà? Vậy hả? Rồi bây giờ thôi vậy đợt sau thăm ha. Không chịu nữa rồi. Mình đã gần một đi là hai khoảng đường rồi. Mình khoảng đường rồi, khoảng khoảng đường mình cố lên. Vậy hả? Cố lên luôn ha bà. Rồi dạ cảm ơn bà. Bà thứ mấy? Dạ bà Chính nha. Rồi mô Phật. Chúc bà Chính sức khỏe nha. Kìa bà Chính có duyên với Phật chứ chưa xuống tóc nha quý vị. Dạ. Bốn phương trời ta về đây chung vui nha. Ba. Bốn phương trời ta về đây chung vui. Phần phần kia giọng nói tiếng cười. Cùng nắm tay ta đón đoàn thân ai. Chào cho nhau những lời thiết tha. Chào cho nhau những lời thiết tha. Bắt đầu bà con. Bà con đọc bài quốc ca luôn. Nào anh em ta cùng nhau sông pha lên đàn. Kim nguồn tươi sáng. Ta cùng đồng lòng sức pha non sông. Từ nay che khuất anh tài. Hết hổ rồi. Quá luôn rồi, quá luôn rồi. Tiếp tục luôn. Đây, đây phỏng vấn là chủ xe nè, chủ xe đuối luôn rồi nè. Rồi chạy bãi luôn rồi. À, bữa nay đi vui không chú? À, đi cực mà vui hả chú? À, cảm ơn chú. Chào chú Cường nha. Quá luôn rồi, quá luôn. Ê, à, hai ông chủ xe tải kìa, đứng phía sau kìa ha. Ô, có kìa. Mới vậy con nào quý vị? Đường rất là khó khăn nha quý vị. Đây. Đây. Rất là khó luôn đồng đạo ơi. Cực mà vui. Vui ha, cậu bé này vui khoái cười hí hí à. Bây giờ là nhỏ cũng vui mà già quá trẻ cũng vui nè quý vị. Anh em ơi. Có gì vui nữa không? Ủa ta, có cái bài gọi đoàn chiến sĩ của Đức Thầy á chàng. Cái bài đó Quỳnh Hòa thuộc không? Chị em ơi. Bắc Nam là một. Chị em là gừng cột giống nồi. À, gọi đoàn phụ nữ á. À. Anh Hòa anh cười gì nhìn mặt cười gì là biết rồi không thuộc rồi nè. Chứ anh thuộc là tới bến chứ giỡn rồi nha. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc. Quốc chân chuồng vang trên dù gặp gần xa. Ô gặp gần liền ha. Gần mau chiến thắng mang ngọn nước. Xuống ngoài xa chen khóc quân hành ca.
đường dân dân xây sát quân thù, thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu. Vì dân dân chiến đấu không ngừng, tiếng mau gà xa trường cùng tiếng lên, cùng tiếng lên. Nước non Việt Nam ta vẫn bền. Nước ơi nè nè nè, 1 2 3 là nước non Việt Nam ta lúa gạo thật nhiều. Rồi. Nè bây giờ nè, 1 2 3 nước non Việt Nam ta tu quá nhiều nha. 1 2 3 nước non Việt Nam ta tu quá nhiều. Nó chưa có điều. 1 2 3 điều lại cái nữa nha. Nước non Việt Nam ta 2 3. Trời ơi trời chơi quá kì. Bây giờ đếm lại. Tiếp luôn. Nước non Việt Nam ta ăn chay quá nhiều. Rồi. Nước non Việt Nam ta ăn chay quá nhiều. Trời ơi. Nước non Việt Nam ta làm từ thiện quá trời. 1 2 3 nha. 1 1. Mà khoan để điểm. Nước non Việt Nam ta 1 2 3. Trời tới ơi. Kính thưa quý vị, nắng quá sẵn hết trời rồi. Rồi đuối rồi. Đây nè. Quá luôn rồi, quá luôn rồi. Đây. Quá rồi, quá rồi. Đây nè. Trời ơi, cô Tư nè, cô Tư Nương ha. Ô, chào chị. À, chị đâu chửi nhiều với chị. Chị đó hả? Có bài thơ pháp nào không tặng cho em không chị? Chị này rất là lạ nha quý vị. À, nhân tướng lạ đã xuất hiện trên xe. Đó. À, giao cô Tiên. Hai, chào cô Tiên nha. À, cô Tiên sao đây chửi nhiều với cô chị Tiên? Chị hả, cô Tiên có nằm thấy cái điểm gì không mà cô Tiên năm nay đang chửi nhiều với cô Tiên? Thì bây giờ cứ cầu mong tất cả mọi người là an lành, hạnh phúc, cầu từ trên độ cho tất cả chúng sanh đều an lành. Vậy ha, cô Tiên ơi, hôm nay là cô đi ra tính mà chủ yếu là cô muốn gặp Sư Minh Tuệ hả cô Tiên? Thì cũng có, em chưa có đủ nhân viên. Vậy đó ha. Thì đó là địa phúc cho tất cả mọi người chứ yeah. Khi mà cô đi vậy có điều gì xoay chuyển không mà cô về đây để thăm bà con nghèo không? Trong lòng cũng về đây rất là nhiều lần để tặng quà cho tất cả mọi người ở đây nhiều lần lắm, nhưng mà đi về hướng Công Tum với lại bên này trên Gia Lai trên trên kia nè, Công Tum á cho nhiều. Còn ở đây thì chưa có cho nên chị này về đây cho để tặng các phần quà rất là mừng. Dạ mừng ha. Cô có bằng thơ pháp nào hăng ta tặng cho em quà bài không? À vậy hả, giấu ha. Hẳn ha. Ờ đây cái gì lạ nha. Rất là lạ nha. Rồi nó ngay dưới đây. Thấy vui không? Vui lắm rồi. Dạ ha. Quá luôn. Quá vui ha. Hẹn gặp lại. Dạ. Rồi, cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn vô cô Tiên Vũng Tàu nha. Dạ 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 chào. Dạ. Rồi tiếp tục luôn. Đây kính thưa quý vị, đây là chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đoàn từ thiện thành phố Châu Đốc nha quý vị, tỉnh An Giang nha. Ở đây là kính mừng Phật Đản, đây là thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nha. Đó, nhà xe nè quý vị. Xe này lái cũng là chuyên nghiệp nha quý cô chú anh chị. Đây, tiếp tục luôn. Lên xe máy lạnh nha. Rồi, đây là bác Tài là lái xuyên suốt luôn quý vị. Dạ, chào anh á. Chúc sức khỏe, cảm ơn anh đã chở đoàn đi nha. Dạ dạ anh dạ, dạ. Dạ. Vâng kính thưa quý vị, đây tới luôn rồi vô. Kính thưa quý vị, đoàn đã mấy ngày liền quý vị phát 5 điểm ở tại Gia Lai này, thì cũng được rất là nhiều cô chú mạnh thường quân khi mà xem thấy video đó quý vị thì liên hệ
để mà mời ghé nhà dùng một bữa cơm từ thiện hay là một bữa sầu riêng thịnh soạn quý vị. Thì Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành đến với dựa sầu riêng thức lễ quý vị. Chúc quý vị xem video vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào các cô chú anh chị cho nha. Chào anh Thích Lễ nha. Thưa anh, hôm nay đoàn thì có đại diện là cô Hai Tiền Giang, rồi cô Tư Xã Tiết, Vinh Hòa Núi Vàng Nam Giếng, rồi cô Tư Ngọc. Đó, có rất là nhiều anh chị đã trở về đây. Thì vì sao mà anh biết đoàn đi ngang đây mà anh mời với anh? Dạ, dạ mời anh nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chú quý vị, thì nhân dịp đồng dịp là tất cả nghe đoàn mình có đi từ thiện ở Gia Lai, thích có xem qua, nhưng mà vì bận công việc làm sầu riêng không có theo dõi được nhiều. Và thấy đi có gợi ý mời tất cả mấy anh em, cái thứ nhất là ghé viếng thăm nơi cơ sở làm sầu riêng, cái hai mời dùng một bữa sầu riêng để giao duyên với gia đình. Thì coi như nghe được rồi quý vị đi Gia Lai làm từ thiện mình rất là mừng, tại vì có hồi nào giờ mình đi thích đi lắm, nhưng mà cái công việc mất làm nó quay là không có đi được. Nói chung là cũng rất là thích đi. Vậy coi như hả? Lần nào đi mà có đi cho hay trước á, thì có thể mình sắp xếp được, mình cũng cộng tác hoặc là đồng hành. Vậy ha. Thì cảm ơn anh. Thì anh ơi, hôm nay thì em ra đây mấy ngày đó, em cũng có dùng sầu riêng em mua dọc đường đó mà nó không được vàng như thế này. Thì anh có thể giới thiệu đây là anh mời đoàn sầu riêng này, sầu riêng gì với anh? Ở đây là cái sầu riêng này là ở đây dân tộc địa phương đây là người ta kêu là Đô Na. Ở ngoài này là người ta kêu Đô Na, nhưng mà ở trong miền Tây mình kêu là món thon. Cái này món thon vậy thì là có cao giá không anh? Hiện bây giờ giá thị trường trong vườn nó xô ở trong vườn nó nằm khoảng 70 ngoài. Còn về kho thì mình đang xuất ra nó khoảng 90%. Vậy ha. Vậy thì kính thưa quý cô chú anh chị, nãy giờ á là nãy chắc ra đây là bốn dĩa đầu cho Phú nó chờ chủ về, chờ ông chủ về nhưng mà bây giờ á là thấy vàng quá cho nên chịu không nổi ha. Cô Tư Gia Tiết cười ha, Châu Phú cũng làm mấy muối quý vị ơi. Rồi bây giờ thì còn được hai dĩa mà người nào cũng no hết trơn rồi. Bây giờ tiếp tục nữa thì cũng chân thành cảm ơn anh đã mời đoàn trở về đây. Mời đó luôn đi chứ, vừa nói chuyện vừa mời dùng. Vậy đó hả, mời dùng luôn hả, nữa hả? Mời cô hai trước đây. Rồi mời cô hai nha. Mời cô. Anh có thể đọc địa chỉ của mình để bà con có dịp đi ra Siêu Minh Tuệ ghé lại thăm cơ sở của mình không anh, công ty của mình? Đây là phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Rồi, số điện thoại của anh số mấy anh? Số điện thoại của tôi là 0968 200 777. 0968 200 777 nha quý vị. Và mời sư cô nha. Trời ơi sư cô nãy giờ ngồi trước cửa mà dùng é thẹn ha. Dạ. Ở đây là đặc biệt là coi như nay tới tháng 10. Dạ. Mình hết cuối tháng 10 là mình sẽ quay về miền Tây ở với Cai Lậy Tiền Giang chứ không có ở đây suốt nha. Có sầu riêng Cai Lậy nữa hả anh? Địa chỉ ở Cai Lậy là địa chỉ nào anh? Đây là dùng anh. Ấp Bình Thanh, dạ. Xã Tâm Bình, dạ. Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Rồi. Rồi cảm ơn anh trai nha. Kính thưa quý vị. Lên đây được khoảng tên dưới 3 tháng à. Còn như ở với Cai Lậy là nhiều. Sầu riêng Cai Lậy là đặc sản luôn nha quý vị, ngon lắm nha. Đó, kìa cô Tiên ngồi ngoài đó kìa ha. Đó, cô Tiên ngồi. Thôi rồi anh ơi, có cô Tiên ngồi trước cửa luôn nè ha. Cô Tiên cầm cái muỗng bự với cô Tiên. Cô Tiên được hơn. Kìa bé Tiến luôn ha, bé Tiến ngồi bên góc bên đây e thẹn rồi cũng còn nữa ha. Còn có Quân nào ngoài nữa kìa. Còn Quân tài xế. Quân tài xế luôn hả? Rồi. Cho ông chủ đi mời tới chỗ luôn nè ha. Rồi mời anh nha. Quá nhiệt tình luôn rồi quý vị ơi. Rồi kính thưa quý cô chú anh chị ha. Sau khi mà mời quý cô chú anh chị đó, mỗi một người một muối sầu riêng rồi đó ha, thì là còn lại một muối là Châu Phú luôn ta. Anh có tiền trọng luôn hả? Ủa sao anh bưng đi vậy? Mấy cô chú vậy hả? Châu Phú là một dĩa vậy đó hả? Mấy cô chú không? Thôi thôi nó chơi thôi chứ anh đi mời nữa hả? Còn đây nè quý vị. Còn đó ha. Rồi mời luôn ha. Tiếp tục luôn ha. Đây đây mình còn ở đây nè. Tết luôn rồi mày. Hồi tưởng đâu đây. Dạ. 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 Dạ
Rồi, cảm ơn cô. Tiếp tục luôn ha. Rồi, chủ quá dễ mến quý vị ơi. À, đây là gia đình đây, của ông chủ nha. Đó, quá dễ luôn rồi. Ê, tắt tivi, bấm nút tắt tivi nha. À, cái đèn mót đâu tắt cái nút tivi nha. À, đó để em coi gặp hình không có được. Đây. Kìa mời mấy con luôn kìa. Đó, trẻ em cũng có nữa nha. Trời ơi ngon quá quý vị ơi. Ê ông này lấy hai muối luôn ha, ngon dữ nha. Bây giờ ông đó mời ông mời. Cảm ơn anh Trang, bây giờ mình qua mình phỏng vấn đi. Rồi Châu Phú được muối bự dữ vậy ta. Đi anh ơi, đi qua bản nha. Rồi cảm ơn anh Thích Lễ, rất là dễ mến quý vị. Ở đây là hình của ai anh Lễ? Đây nè. Cái này của gia đình của cô ở nhà này. À vậy ha. Còn chị đâu rồi? Đó, ở đây là nhà của bà con, mình ra đây mình làm hết mùa mình về xong cái lẫy chứ không nhà mình ở cái lẫy. À vậy ha. Đây. Tiếp tục luôn. Và Nam Mô Di Đà Phật, thì Châu Phú cũng chân thành cảm ơn vừa sầu riêng Thích Lễ quý vị. Và bây giờ thì Châu Phú sẽ mời ngẫu nhiên bà con đã dùng những miếng sầu riêng đó cảm nhận như thế nào về trái sầu riêng này trong những ngày mình đi từ thiện mình cũng ăn đó ha. Rồi chưa cho ông này cũng nói béo ngon rồi. Chưa kịp hỏi nữa. Dạ chào sư cô nha. Dạ đây là sư cô ăn sầu riêng. Thì sư cô có một cảm nhận như thế nào, mà một là cái tình cảm của anh ha đã bưng những cái phần sầu riêng đi tới từng đứa trẻ. Hai nữa thì là cái muối sầu riêng khi cô ăn vô cô cảm nhận như thế nào cô? Dạ mời cô. Dạ thì cũng có vài lần đi Gia Lai thì cũng có thưởng thức qua sầu riêng, nhưng mà thấy cảm giác ăn sầu riêng thì có cái vị gì đó nó không có được ngọt á. Dạ. Dạ nhưng mà khi đến đây thì thưởng thức sầu riêng thì cảm giác ăn ngon và béo ngọt, mà lại nó có cái tình thương trong đó nữa, cho nên ăn vào miếng sầu riêng cảm thấy rất là hoan hỷ. Dạ, cảm ơn chủ nhiều. À. Vậy ha. Dạ. Rồi thì kính thưa quý vị, khi mà quay sư cô thì Châu Phú thấy ở đây nè quý vị, đây chắc là 13 hạnh đầu đà của thầy Thích Minh Tuệ nha quý cô chú anh chị. Đây 13 hạnh đầu đà nha. Bây giờ cảm ơn sư cô, bây giờ Châu Phú quay 13 hạnh đầu đà nè quý vị. Đây. Con đi tu là để cầu giải thoát. Dạ, hàng đây, ngày con là chủ nhà nè. Dạ. Hàng ngày con chỉ xin ăn một bữa, con không nhận tiền của ai. Thứ ba là y áo con mặc là may từ vải nhặt từ nơi nghĩa địa ven đường cùng cá. Thứ tư là bình bát là con chế từ nồi cơm điện người ta cho. Thứ năm là đời là vô thường, sống nay chết mai đâu ai biết, nên con phải sớm đi tu ha. Lỡ mai chết mất thân này thì con đâu còn cơ hội để đi tu. Thứ sáu, con mong sớm thành chánh quả để con báo hiếu cho cha mẹ. Thứ bảy, giờ đây con coi mọi người đều là anh em cha mẹ con. Thứ tám, trong lòng con không còn ích kỷ thù hận, con coi tất cả mọi người trong thế gian đều bình đẳng. Thứ chín, giờ nếu anh có chửi con vẫn coi anh là bạn. Thứ mười là người ta có đánh con vẫn chúc mọi người đều tốt đẹp đến với họ. Thứ 11, mọi người hãy cố gắng giữ năm giới. Bởi vì đoàn của mình đó là đi vô là chụp hình cho vô 5 người đó quý vị. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu bia. Thứ 12, con nguyện ước chúc cho mọi người được hạnh phúc. Thứ 13, mọi người đừng lại con mà hãy lại Phật Pháp Tăng. Ồ, quá hay hả quý vị. Mời quý cô chú anh chị vỗ tay. Đây là cô chủ nhà nha quý vị. Rất là mến mộ sư Minh Tuệ quý vị. Hey, con chào cô nha. Thì thưa cô, hôm nay cũng được nhân duyên trở về đây đó, thì con thấy
bản của sư Minh Tuệ đó, thì những 13 cái lời nói vàng của sư đó, thì cô ở đây chắc là mến mộ sư lắm hả cô? Cô cũng mến mộ sư mà cũng có gặp sư rồi à. Ra được gặp sư và thỉnh được sư về nhà. Dù có tấm hình thôi nhưng mà trong tâm mình luôn luôn nghĩ về sư à. Làm theo hạnh lời Phật dạy và sư dạy mà. Làm những gì mà tốt đẹp như các đạo cả đạo. Dạ hay quá à. Dạ con cảm ơn cô. Dạ hôm nay con nguyện về Đức Phật A Di Đà. Dạ. Vậy ha cô. Vậy thì cô hiện giờ cô đang tu theo những hạnh của ngài là kêu giữ năm giới, cô giữ được năm giới chưa cô? Nói chung là trong giữ năm giới rồi là với người tu sĩ là cô cũng hành theo. Dạ. Nhưng cũng có nhiều, cũng có khuyết điểm trong đó chứ mình không thể nào hoàn hảo hết được. Dạ. Đó là sự thật như vậy, nhưng mà năm giới cô cũng cố gắng làm mọi cách để làm theo, hành theo lời Phật dạy và lời của ngài Minh Thiện Minh Tuệ. Dạ. Khi gặp ngài Minh Tuệ là cô thì cô sửa. Hay quá ha. Cô gặp ở ngoài thấy cô thấy sư. Cô gặp sư là vừa mở cổng cái ngày thứ 13 đó. Dạ. Là ngày chiều đó là ngày đi luôn á, ngày 21 ngày và là ngày tịnh tu á. Dạ. Thì cô gặp buổi sáng mở cổng ra là cô gặp mà cô khóc ò luôn, không có bơi lần cô. Cổng ở ngoài Gia Lai á. À. Ngoài Gia Lai á. Dạ. Vừa mở cổng để ngày đi khất thực á. Dạ. Là cô gặp đầu tiên luôn mà cô khóc ò luôn, cô không biết nói gì mà cô không biết sao cô khóc luôn. À, cô không biết sao cô khóc. Tự nhiên rồi cô cảm nhận được. Cô cảm ra là trong người cô khóc này, cô non cô khóc luôn rồi, cô khóc rồi họ chạy theo. Cô cầm một chai nước mà cô không cúng dường được luôn. À, thương ha. Cô lại cô bái ba lạ bái, cô bằng ôm giới ra cô lấy ba bái xong rồi cô khóc ò luôn. Rồi bắt đầu. Nó có năng lượng gì vô người cô á, nó khóc mà cô không biết luôn. Lạ. Cô Tư này cũng khóc là chưa gặp được mà khóc. Cô khóc mà họ kêu cô mà cô không biết, ủa sao cô khóc dữ vậy mà cô không biết sao mà cô trả lời luôn. Nghe cô kể con cũng giận ốc hết chăng. Từ đó giờ là cô sáng là cô công phu, cô lại Phật là cô lại, cô bái ngài xong là cô lại Phật xong, cô bái ngài xong cô công phu một ngày mấy thời đó là cô lo. Quá hay luôn. Cô cũng tu bên tịnh độ như Đức Phật của thầy vậy đó. Dạ. Thì Đức Nam Mô A Di Đà Phật vậy rồi lại Phật là sám hối được kinh Di Đà. Vậy hả con? Dạ, vỗ tay cho cô ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thưa cô có thể giới thiệu là cô thứ mấy và tên gì cô? Cô là Hồ Thị Kim Hoàng. Hồ Thị Kim Hoàng. Là pháp danh là Kim Hoàng. Kim Hoàng. Là thứ 8 của gia đình này là chủ nhà. Dạ. Không có chủ, bây giờ là không có chủ gì. À, Kim Hoàng. Cũng là thân giả, không có cái gì của mình thấy. Cho nên không có chủ cái gì vậy. Kim Hoàng, Kim Hoàng phải không? Là vàng ha. À, Kim là vàng. Cô tu bên tịnh độ ra được 16 năm rồi. Cô dạ. Ăn chay trường 16 năm. Vậy ha. Tốt quá quý vị, ăn chay trường 16 năm. Vỗ tay cái nữa ha. Cảm ơn cô Kim Hoàng, cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị. Thì thưa cô, hôm nay cũng có nhân duyên trở về đây thì con cũng cảm ơn gia đình đã mời đoàn đến đây để tham quan dựa sầu riêng và những cái lời cảm nhận của gia đình và những cái tình cảm đó. Thì con xin chúc cho là công ty của mình, đại gia đình của mình làm ăn càng ngày càng phát triển để mà có thể giúp cho bà con, giúp cho xã hội hoài vậy. Tại con biết công ty của mình thường xuyên phát gạo cứu trợ giúp người dân. Chúc cho cô sức khỏe bình an và sớm đạt thành sở nguyện. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng cảm ơn con và cô cũng xin như lời cuối cùng là cô chúc đoàn đi được thượng lộ bình an và luôn luôn lúc nào cũng mở cái tâm từ ra để cứu độ cho tất cả chúng sanh ở trong cảnh ta bà này đang khổ. Tu tập để cứu độ tất cả chư vị vô hình được mau sớm được siêu thoát. Còn rất là cảm kích phá đoàn thì mình không làm được như quý vị. Dạ. Nhưng mà rất là cảm kích, nếu mà báo trước là giọng rất là đàng hoàng chứ không phải như vậy nha. Dạ. Rồi rất là mến mộ cái kênh của chú Phú nè. Dạ. Cô hai co lắm. Dạ. Nói chung là cô hai co đồ quay em bé đồ ở trong Tiền Giang rồi. Dạ. Cô theo dõi nhiều lắm. Dạ, cảm ơn cô. Đầy đủ nhân duyên đến với gia đình cô. Hay quá. Cảm ơn chân thành cảm ơn. Hay quá, cô phát biểu ai cũng vỗ tay mà con phát biểu không ai vỗ tay chứ khổ ghê đi chứ. Khoe nhà mà cứ vậy hoài. Rồi cảm ơn cô Kim Hoàng. Tiếp tục nữa thì mời cô Tư xả tiết quý vị. Kính thưa quý vị, nếu mà là cô Tư của nó cũng buông bỏ hết rồi quý vị.
cho nên á mà mình không phỏng vấn cổ lần hồi là cổ nắm trở lại cho nên nó phải phỏng vấn. Chào cô Tư, cô Tư cảm nhận như thế nào những lời tâm sự của cô Kim Hoàng đó? Khi mà gặp thầy Minh Tuệ là đã khóc, mà cô chưa gặp mà cô khóc luôn rồi. Cô có cảm nhận như thế nào về thầy á cô? Thì cho cô hỏi thì cũng như là tôi trả lời với đệ Hoàng đây. Thì cũng như tôi nói tiếp thêm cái câu chuyện. Cái này cũng do cái duyên nhiều đời nhiều kiếp giữa mình với thầy, hình như là có cái sự gắn bó như thế nào mình không biết. Nhưng mà ví dụ đi rằng là đệ Hoàng đã gặp qua thầy. Còn đối với tôi thì chưa có gặp. Nhưng mà sự thật ra đó là sao tôi tưởng tôi cứ nghĩ rằng đã gặp rồi. Và đã xa vắng rồi bây giờ đã nhớ. Cho nên từ chỗ đó hôm qua là sự thật chứ quý vị, là tôi khóc không phải là cái gì mà nó làm như là nó có cái sự cảm tưởng trong lương tâm mình, nó mừng rồi đến nỗi mà mình cầm nước mắt không đậu vậy đó. Cũng như là mình đã tôn kính quá, tôn kính ngài quá, mình tôn kính cá nhân bản thân mình tôn kính cũng như thầy là một vị Phật trong tâm mình vậy đó. Cho nên sắp sửa đến gia đình mình nghĩ mình sắp sửa gặp một vị Phật gì đó. Cho nên mừng quá mừng đó quý vị. Rồi cầm lòng không đậu, sự thật là quá mừng. Nhưng mà bên cạnh là có thêm một cái chuyện là tích cực nữa. Là khi mà đến nhà đó là sự thật là gia đình là cha mẹ Thích Minh Tuệ rất là tiếp đãi đồng hồ. Đúng rồi. Rất là yêu cầu là cho đệ tử ra báo là quý vị cứ dịch thăm tự nhiên cũng như người gia đình. Cho nên cả đoàn ngày hôm qua đều thăm chúng mời ở lại ăn cơm và mời ở lại ngủ. Nói rằng nha quý vị, lại ăn cơm luộc đọt lan cho quý vị ăn đàng hoàng. Nhưng mà sự thật đó, tuy rằng mình không nhận được nhưng cái đó nó quý, quý dữ dằn. Thành tử là từ chỗ đó nó đã thúc đẩy bên lưng mình là hình như là mình tưởng nghĩ cũng như là mình đã làm cái chuyện đúng gì đó. Cho nên hôm nay mình được hưởng những cái chuyện mà nó đưa đến cho mình được đó là vui sướng vậy đó. Cũng như là đêm hôm là lúc 7 giờ là đoàn còn ở lại gia đình của thầy. Nhưng mà tối lại chút xíu là có người là liên lạc lại nè, lo chỗ ăn, chỗ ngủ nè, lo cho đến tảng sáng còn phải lo thêm 30 mấy thức ăn đó. Đúng rồi, tự nhiên có người điện thoại lại cho kêu cho ngủ miễn phí, ăn miễn phí luôn, rồi cà phê đồ miễn phí hết trơn con, rất là đặc biệt ha. Từ chối không được luôn á. Thiện thì nó là sẽ đến đến khiến cái nhân mình ra thì phải có cái quả tốt chứ làm sao. Đoàn từ chối không được. Rồi con cảm ơn cô Tư, cảm ơn cô Kim Hoàng và anh Thích Lễ, cùng với cảm ơn tất cả quý đồng đạo nha. Bây giờ không để quý vị chờ lâu nữa, mình giới thiệu sầu riêng hoài, mình đi ra nguyên giữa sầu riêng luôn quý vị ơi. Đây mời nha. Trời ơi, bây giờ ra bà con mà thèm với muối nào thì được ăn muối nấy đó nha, ăn no bụng rồi đi về nha. Tới rồi. Đây chú lựa cái ba lô con lấy giùm con nghe chú Út. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đây là ngôi nhà của anh. Bây giờ là ti cô với anh gia đình giàu có khá giả nhưng mà cũng trang trí rất là đơn giản thưa quý vị. Đây, mẹ tặng các con mấy lời khuyên mẹ ghi vào đây, dòng thư bé nhỏ gửi các con yêu. Quý trên đời tuổi xuân tàn theo mái tóc trắng đằng, dĩ dãn trôi qua thời gian lặng lẽ. Đây những bài thơ hay không thấy quý vị? Đây đúng là gia đình đạo luôn quý vị. Cô đã ăn chay là mười mấy năm của quý vị, gia đình đạo không? Tiếp tục luôn quý vị. Đây, hồi ôi, hèn chi đòn nãy giờ lặng lẽ ở đây. Châu Phú tìm hoài luôn không ra. Cả cô này tranh thủ quá. Không, coi nè, coi nè. Thì ra là lặng lẽ, âm thầm nhớ quý vị. Thôi, công nhận ha, vừa được ăn sầu riêng no mà vừa được ăn lẩu. Cô Tư Ngọc này là âm thầm ở An Giang nha quý vị, hỗ trợ cũng cả ngàn cái mền nha, cái mùng đó, cùng với cô Hai Tiền Giang nè ha, hỗ trợ với cô Hai nữa đó, cô Năm hả con, cô Dung ha, quá luôn rồi. Còn đây là vợ của Út Lụa nha, tiếp tục luôn. Rồi vợ của chú Út, rồi tiếp tục đi ra tham quan sầu riêng nha anh ơi. Đúng rồi. Đây là bà, dạ, không phải cái đầu này.
bạn ha. Bạn thân, bạn thân. Bạn thân ha. Người ta chu đáo trong quán như vậy. Dạ. Cảm ơn. Xin lỗi, Chút xíu chưa đầy nửa tiếng làm sao mà chuẩn bị được. Đúng rồi, chuẩn bị không kịp quý vị. Chứ đúng ra là nấu cơm đó đó nha. Im lắm rồi, ha. Rồi mời luôn ha. À, dạ vâng, và kính thưa quý cô chú anh chị, thì bây giờ là giữa trái cây thất lễ đã mời bà con cả đoàn quý vị đi đến đây mà để lựa sầu riêng nè quý vị, không biết mua hay là bán đây. Chào anh nha. Chào chị đó, chị chủ đó hả? Rồi cô chủ nhà, cô Hai Tiền Giang. Anh ơi, đây là dựa sầu riêng này, là trái sầu riêng này là loại nhất hay là như thế nào anh? Cái này là sầu riêng này loại nhất. Ồ, quá ngon luôn ha. Cái này là kêu Dona. Dona. Trong miền Tây thì kêu quả ngon. À ha, dạ, chỉ là loại này đó ha. Loại này là ngon nhất rồi đó anh. Nó có nhiều loại ngon, nhưng mà hiện bây giờ ở đây công ty của mình đang xuất hàng này. Dạ. Một ngày với mình xuất bao nhiêu công lận anh? Hiện bây giờ một ngày mình xuất lên dưới gần 3 công. 3 công. Ồ, đặc biệt ha. Rồi hôm nay vậy thì anh mời đoàn về đây anh bán cho đoàn ký nhiêu anh trai? Đoàn á thì đi từ thiện, có dạ. Chuyện từ mình mời ghé đây. Dạ. Cái thứ nhất thông qua cái hai thì mình biếu đoàn. Vậy ra. Biếu một người quả đi. Trời ơi, một người quả sao ghiêng luôn kìa bà con ơi. Vỗ tay kìa chàng ơi. Vỗ tay. Ồ, vâng. Thích quả nào thì cậu ở đó đi. Trời ơi, quá luôn quý vị ơi. Đây là anh thích có hai điểm bán sầu riêng. Một năm anh chỉ ra đây là thu hoạch là 3 tháng, còn ngoài ra là dựa sầu riêng tại Tiền Giang. Anh giới thiệu lại giùm để cho bà con biết dựa sầu riêng của anh ha. Tại Tiền Giang. Dựa sầu riêng của mình chính thức là ở Tiền Giang. Dạ. Nhưng mà ở đây là một năm lên đây làm mà chỉ có tên với 3 tháng thôi. Dạ. Ở ngoài này hiện bây giờ là phường Đặc Hiếu, thị xã Buôn Hồ. Dạ. Ở Đắk Lắk. Dạ. Rồi ông Đạo Hòa ông thích chơi đó hả? Rồi chú lựa thích chơi nào nè? Cái trái này đây rồi ha. Rồi vâng, thì kính thưa quý cô chú anh chị, bây giờ thì đoàn của mình đó là đã dùng no rồi ha. Bây giờ cô Tư sẽ tiếp lựa trái đó. Cô Hai Tiền Giang lựa trái nào cô Hai? Đây để hỏi cô Hai trái bự kìa. À, rồi, quá đặc biệt luôn rồi ha quý vị. Ô cô năm nha, trái 3kg ngoài nha quý vị. Đây và thì bây giờ thì Châu Phú cùng với cô Hai Tiền Giang, Vinh Hòa, Núi Dài, Năm Giếng và tất cả đoàn đó anh cũng chân thành cảm ơn một bữa bún chay gia đình của anh cùng với cô chủ nhà đó đã mời đoàn rồi cùng với những trái sầu riêng yêu thương. Xin chúc cho công ty của mình làm ngày càng phát triển an lành và hạnh phúc nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Đây đây là công nhân nè quý vị, đó các anh em đang làm nè ha. Rồi chúc anh em sức khỏe bình an nha. Sầu riêng quá đẹp quý vị ơi. Rồi kính thưa quý vị, thì bây giờ là đoàn cũng có đôi lời cảm tạ nha. Có lời cảm tạ với chỗ. Dạ. Anh thích cũng khá lâu anh em mới được có cái duyên gặp nhau và cũng nghe cái tiếng tâm của anh rất là đặc biệt, là anh làm công ty sầu riêng rất là lớn và làm từ thiện cũng rất là mạnh, đã đồng hành hợp tác cùng với anh Mạnh Thiện và các cái đơn vị xã hội thiện để mà tham gia góp phần phát quà cứu trợ cứu đói cho bà con ở miền ngoài, miền Trung, miền Bắc và khắp nơi, nói chung là ở cái vùng Tây Nguyên, Cao Nguyên ở Gia Lai này, thì anh hầu như là anh đã rất quan tâm cứu đói cho đồng bào, cho bà con để phát huy cái tinh thần vì đạo pháp dân tộc. Thì chúng tôi một lần nữa cũng nhân dịp tiện đoàn đi phát quà ở Gia Lai thì đến đây được anh đón tiếp hết sức là đồng nhiệt, đãi đành hết sức là nhiệt tình, thì chúng tôi rất là cảm kính và tri ân cái tinh thần tấm lòng cao quý của anh thích ha. Cũng hy vọng là chúc cho anh là sắp tới làm ăn sẽ phơi phới, sẽ khán giả càng nhiều ngày càng giàu thêm để ban bố cái công đức lành cho bá tấm, cho bà con còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khổ ở nhiều nơi, và cho cái tinh thần đạo pháp và dân tộc luôn lúc nào cũng đồng hành để mà cuối cùng cuộc đời của chúng ta đó là sớm về có phần an thanh, đèo kẻo kiếp phong trần và gió dạng sương, hay là niệm chữ Di Đà là tan chứa nghiệp, anh vừa lo tu anh vừa lo làm lành vừa lo kinh tế, thì chúng tôi thiết nghĩ đây là cái người cư sĩ tại gia rất là tuyệt vời, luôn đồng hành để làm hết các việc lành, chấm tất cả những điều đồng ác và quyết tâm rửa tấm lòng cho thành sạch. Thì thôi xin mời nữa chân thành cảm ơn anh thích rất nhiều.
vỗ tay và Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn tất cả quý vị trong đoàn đã có chuyến thiện nguyện về ghé thăm. Thì không có gì quý bằng cái phần, tuy mặc dù anh em lâu gặp nhưng mà ghé thăm nha, tới đây ghé thăm rất là mừng. Thì ở đây mình làm nói chung mà nào bây giờ là công việc xã hội mình rất là thích làm. Từ khi biết tâm tu tới giờ đó là bất cứ làm có tiền lời bao nhiêu đều là đem đi giúp tất cả xã hội hết, chứ mình quá khứ ha. Quá tốt. Cái gì mà kinh doanh hết hơn. Năm nào cũng vậy, làm vừa xong có lời bao nhiêu là tất cả đem những cái phần lời đó là đi quá, quá tốt rồi. Có ai mà làm được. Ai cho bố mà mình đã kể, xin kể một cái quá trình cổ rồi để thích. Dạ, vỗ tay luôn. Để thích xích tiền ra mua nguyên một con bạch đàn. Mà không ai biết không, vô dắt nguyên một con bạch đàn mà máu trên vai chảy ròng ròng xuống, để không biết ai lấy 2008 tiếp tục để trên vai mình dắt hết con bạch đàn rồi mới mua ra. Quá ha. Đang mua là các nhà từ thiện. Mua cho các nhà từ thiện rồi. Cảm ơn chút lựa, vỗ tay. Chúc quý vị sức khỏe bình an nha. Dạ. Ơi anh đứng luôn, đứng luôn. Dạ em chào anh Thích nha. Thì hôm nay khi mà anh mời đoàn về á, anh ngoài đãi những phần sầu riêng đặc sản đó, những trái ngon nhất đó, thì anh em thấy vào trong nhà anh đó, em thấy có hình của sư Minh Tuệ đó, thì anh ái mộ những điểm nào của thầy mà anh treo hình của thầy ở trong nhà với anh? Bây giờ ở đây là mình cũng nói thật sự, đây là nhà đó, là nhà của cô. Mình ở đây mình cộng tác. Cô vẫn mến mộ thì nói chung hợp pháp, mà ai cái hạnh mà, cái hạnh đó ta tu của mình mà mình làm không được thì mình cũng rất mến mộ, tại vì mình chưa làm được những cái gì. Ví dụ như quý vị mà hôm nay quý vị mà đi từ thiện ngoài Gia Lai làm được, mình cũng cảm thấy là rất là buồn. Buồn là sao? Mình không được đi làm là như quý vị mà không có được cộng tác cùng, mình thấy như vậy là mình cái người tu mình giống như nó còn thiếu cái gì đó, thấy cảm giác như là mình không Do không, anh không hay. Chứ còn nếu mà bây giờ có diễn qua thì tụi tôi sẽ cộng tác. Và những cái việc làm của quý vị hay là có sự tương tệ gì đó thì mình thấy cái mình làm không được, mình thấy mình cảm thấy nỗi niềm tâm của mình, cho nên mình cố gắng mình cố gắng để mình hành. Mình thì cư sĩ tại gia nhưng mà vừa làm vừa có để làm tạo cái điều kiện để giúp cho xã hội. Nhưng mà mình còn có quý vị đó là quý vị còn buông bỏ mình ở đây, mình chưa buông bỏ được như quý vị vậy anh. Dạ cảm ơn anh. Thì tu theo cái hạnh là cấp cô độc và nhà bá hộ, không đành lòng bố thí để xả thân. Đúng rồi, chính mắt cũng lựa vừa lo bố thí vừa lo xả thân mà. Chính mắt cũng lựa thấy để thích là xả thân mà máu trên vai chảy ròng ròng xuống mà không than mà. Vậy ha anh Thích ơi, như vậy thì sao mà anh biết đoàn của cô Hai Tiền Giang Quynh Hòa với em với mấy anh chị em đi ra ngoài Sương Minh Tuệ mà anh liên lạc với anh đi phát quà từ thiện đó? Ba chứ hôm qua thì mình có xem vô tình ngồi lướt lên thì thấy bà đang quay tên đoạn đường từ Gia Lai về ghé đó, mình thấy có nhã ý tầm mời. Cái thứ nhất là anh em xong hẹn đường ghé ngang đây. Nhưng mà bữa nay á đó lý do Minh Hòa báo cáo trước á khoảng hơn một tiếng thì mình có cái sự chuẩn bị cơm đồ ăn rồi cho quý vị. Bây giờ thì thứ mà lo nhiệt tình vậy là quá quý rồi, quá quý rồi. Quý vị quan nghỉ nha. Cảm ơn anh Thích. Vâng, và kính thưa quý cô chú anh chị, anh Thích mời đoàn đi đến đây mỗi người tặng một trái sầu riêng và ăn no rồi thì thôi nha quý vị đi về. Chúc quý vị sức khỏe bình an. Mời quý vị nha.